Hello, xin chào tất cả quý anh chị, lại là Tài đây. Hôm nay shop lại về thêm được một siêu phẩm đến từ Italy. Đó là một thương hiệu chống da, một thương hiệu chống Tamburo, một thương hiệu đến từ Ý và được sản xuất tại Ý luôn nha anh chị nha. Đây phải gọi là một siêu phẩm đến từ thương hiệu của châu Âu. Đó là một sản phẩm chống da với tên gọi chúng ta thường hay gọi là Tamburo, made in Italy. Đây là một sản phẩm mà các anh Ý, các anh châu Âu đã cho ra một siêu phẩm với chất liệu bên ngoài là vỏ trong như thế này. Chúng ta có thể gọi là đại khái đó là chất liệu bằng meca đi. Nhưng mà đó là chúng ta gọi thôi, chứ còn chất liệu của nó phải gọi là chất liệu đặc biệt nha anh chị nha, chứ không phải bằng meca đâu. Phải gọi là chất liệu đặc biệt. Thì hôm nay một siêu phẩm trước mặt của anh chị đây là chúng ta sẽ bao gồm là 5 trống. Thì chúng ta sẽ có những size như sau. Size kích là 22 inch, Phantom thì chúng ta Phantom của set này thì sẽ là Phantom 14 inch. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái tôm thứ hai, đó là tôm 12 inch và tôm 10 inch. Theo thứ tự chúng ta sẽ có tôm 10 inch và tôm 12 inch, Phantom 14 kích 22 inch. Thì một set chống custom như thế này thì chúng ta sẽ bao gồm là 5 chống thôi nha anh chị, chưa bao gồm hardware. Đâu đó rơi vào khoảng tầm 100 triệu quay đầu. Là chỉ có 5 chống thôi nha anh chị nha. Anh chị xa gần nào mà chúng ta quan tâm tới cái set chống shop em đang đập hộp như trong video, anh chị vui lòng hotline 0386 282 707, địa chỉ của shop tọa lạc Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Còn chần chờ gì nữa, bước vào khâu review đập hộp cho anh chị cùng xem. Thì hôm qua em đã có khui sơ qua thử một chiếc tôm như thế này anh chị nè, đã có khui thử một chiếc tôm để review bên ngoài clip trước cho anh chị chúng ta cùng xem. Còn bốn cái thùng hàng còn lại em sẽ đập hộp cho anh chị em chúng ta cùng xem bên trong nó gồm những gì, và những size càng to nó sẽ càng đẹp và càng thẩm mỹ như thế nào. Thì chờ gì nữa, vào ngay khâu đập hộp bốn cái thùng còn lại made in Italy, được sản xuất tại Ý nha anh chị nha. Mời mời anh chị chúng ta cùng xem em đập hộp cái set chống như thế này, 5 chống đâu đó quay đầu 100 triệu chưa bao gồm hạt quê. Chúng ta khui cái Phantom đi nha anh chị, khui cái Phantom trước đi. Thì đây là một thương hiệu được sản xuất tại Ý. Thì cái option những cái option của chống như thế này anh chị, thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn, một sự lựa chọn là được sản xuất tại Trung Quốc và một sự lựa chọn là sản xuất tại Ý luôn nha anh chị nha. Thương hiệu Ý được sản xuất tại Trung Quốc và được sản xuất tại Ý. Chúng ta sẽ có hai cái option để chúng ta lựa chọn tùy theo nhu cầu. Đó, bên trong của cái Phantom thì chúng ta như thường là chúng ta sẽ có ba cái chân hạt que. Đó, đồ xịn sò, đồ cao cấp, các anh châu Âu đóng gói rất là kỹ càng anh chị nha. Đóng gói là phải nói là đó, chống sóc, chống chày. Đó, phải nói là mấy anh quá làm vất, mấy anh đóng gói khá là kỹ. Thì chúng ta sẽ có những cái băng keo Tamburo như thế này, là đi theo hãng luôn. Rồi, còn chờ gì nữa anh chị, cắt siêu thôi. Thì em là cung cấp cái set chống này tại thị trường Việt Nam đầu tiên nha anh chị nha, cũng như là người đập hộp đầu tiên về cái set chống này cho anh chị chúng ta cùng xem. Thì anh chị mà xa gần chúng ta có nhu cầu quan tâm tới cái sản phẩm siêu phẩm như thế này, vui lòng hotline cho bên shop. Thì bên shop em sẽ có cái giá ưu đãi cho hàng trưng bày cũng như là hàng đang review đập hộp ở trong này cho anh chị em, nếu như anh chị quan tâm cái set chống này. Wow, mấy anh ý sao đóng gói kỹ quá, hai ba lớp luôn nha cả nhà, hai ba lớp chống sốc khá là cầu kỳ. Thì đồ thương hiệu mà anh chị, cho nên là bắt buộc người ta phải kỹ thôi. Mình dùng mình cũng muốn là dùng đồ xịn, thì khi người ta đóng gói người ta vận chuyển về Việt Nam thì đương nhiên là phải cầu kỳ rồi, để cho nó chắc chắn hơn. Sản phẩm được nhập chính ngạch hải quan nha anh chị nha, hải quan chính ngạch. Wow, càng to càng đẹp cả nhà ơi. Nè, anh chị có thấy cái mặt của mình không? Đây, đó, cái mặt của mình ở trong cái trống luôn đây. Ghê chưa? Siêu phẩm nha anh chị nha. Siêu phẩm đến từ các anh Ý, made in Italy. Đây, hình ngược rồi. Chúng ta sẽ cho nó này, khá là đẹp, khá là bắt mắt với lại màu đỏ rượu vang. Đây là màu đỏ rượu vang của các anh Ý
nha anh chị nha. Rồi tiếp theo chúng ta camera quay giùm mình cái thùng này khi mình giục nó đi nha. Đây đây mình sử dụng cái này anh chị nè. Tiếp theo chúng ta sẽ khui chiếc tôm 12 inch, một thương hiệu khá nổi tiếng của tại thị trường nước bạn, mà tại thị trường Việt Nam của chúng ta vì là thương hiệu về trống, thương hiệu về nhà cụ nó khá là nhiều cho nên là chúng ta không thể nào mà biết hết được các thương hiệu, và tại thị trường Việt Nam của chúng ta hiện tại là chưa có ai làm cái thương hiệu trống này ngoại trừ Roland Thiên Tài Bình Thuận. Đó, thì bên trong á hãng người ta sẽ cho mình được hai cái cùm để chúng ta treo tôm như thế này nè anh chị nè. Đó đó, cái bên trong cái thùng này là sẽ có một cái cùm này nữa đó, chúng ta sẽ có được hai cái cùm như thế để chúng ta treo hai cái chiếc tôm 10 inch và tôm 12 inch. Về phải nói về cái khâu mà gói hàng của mấy anh Ý với cái mẫu Tamboro như thế này á, phải nói là khá đặc biệt hơn những cái thương hiệu khác nha anh chị nha. Người ta chăm sóc rất là kỹ, những thương hiệu khác người ta không có chăm sóc như thế này đâu, người ta chỉ đóng gói bằng cái túi ni lông như thế này thôi, cho nên là tiền nào của nấy nha anh chị nha. Đồ thương hiệu thì đối với những anh chị mà chúng ta có điều kiện và chúng ta chịu chơi thì nó chả có là gì chả, còn những anh chị mà chúng ta chưa có đủ điều kiện để chúng ta mua thì chúng ta hãy xem trong video để chúng ta đỡ cần ghiền anh chị nha, rồi lại đỡ cần thèm. Wow, mấy anh đóng gói thật là quải kẹo. Nói cho vui thôi chứ còn các ảnh đóng gói khá là kỹ lưỡng nha anh chị nha, khá là kỹ càng. Một thương hiệu đến từ Italy. Wow. Đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từng cm, từng chi tiết, gọi là không có chi tiết dư thừa trên một cái set chống cao cấp như thế này. Rồi đó, chúng ta sẽ có đây, sẽ quay trước ba cái chiếc tôm như thế này cho anh chị chúng ta cùng xem. 14, 12, 10 inch. Size của chúng ta là bao gồm như vậy. Và size này chúng ta chỉ bao gồm 5 trống. Vì những size custom, chúng ta size này thì chúng ta có thể custom thêm một tôm 16 inch nữa nha anh chị nha. Tiếp theo, chúng ta sẽ khui một chiếc snare. Một chiếc snare cùng một tông màu. Nhưng mà để xem thử coi snare của các anh châu Âu này, các anh Ý này xem thử coi nó như thế nào. Thì bên shop là chuyên review các mặt hàng new, đập hộp cho anh chị chúng ta cùng xem để chúng ta thỏa đam mê cùng shop nhạc cụ Roland Thiên Tài Bình Thuận. Đây. Nói gì thì nói chứ còn về khâu đóng gói thì nãy giờ thì mình khá thấy các anh châu Âu chúng ta đóng gói khá là kỹ lưỡng về cái thương hiệu Tamboro như thế này. Phải nói là khâu đóng gói của mấy ảnh là khá đẹp mắt và khá kỹ lưỡng. Thì những set chống xịn thì chúng ta sẽ dùng mặt chống được design của Tamboro. Thì chúng ta sẽ có chữ Event thì của Mỹ nha anh chị nha. Nhưng mà có khắc logo của thương hiệu Tamboro. Bên shop phải nói là khá là chịu chơi với những mặt hàng đắt tiền như thế này. Vui đập hộp để cho anh chị cùng trải nghiệm với lại shop để chúng ta thỏa đam mê. Những anh chị nào mà chúng ta đam mê như shop mà chúng ta chưa đủ điều kiện thì chúng ta cứ xem qua clip để chúng ta thỏa cơn ghiền thôi là được rồi nha anh chị. Anh chị xa gần mà chúng ta có nhu cầu trải nghiệm thì cứ tới shop, chứ không cần mà chúng ta phải mua hàng hay là chúng ta phải như thế nào đó mới được tới shop đâu. Anh chị nào mà có nhu cầu trải nghiệm, mọi nhu cầu, mời anh chị đến shop để trải nghiệm sản phẩm đắt giá tại shop của em. Tại shop của em thì wow. Khá
khá là ok. Quá là tuyệt vời. Đó, mặt trống thì event thì chúng ta sẽ có một chiếc logo của design của Tamboro, đó của nhà Tamboro. Một chiếc mặt trống khá là xịn sò. Thì vừa review vừa đập hộp thì sẽ cho anh chị được trải nghiệm luôn cái dây tem này thì sẽ được sản xuất tại Taiwan này chị nè. Made in Taiwan. Đó, Taiwan. Đó, ba cái chồng. Quay chi tiết cho mình đi, ba cái chồng. Vì sao mà cái này phải để ngược lại, tại vì nó cấn cái dây tem nha cả nhà nha. Để nó cấn cái dây tem sao nó đứt cái dây tem nha, nào cái này phải bỏ ngược lại. Nó quá đẹp. Màu đỏ rượu vang, sợi thủy tinh trong suốt. Rồi, tiếp theo camera cho mình một cái cận đi. Bắt cho mình một cái cận cắt siêu này. Đấy. Ghê chưa? Vừa rồi shop đã đập hộp cái set chống 300, hơn 300 triệu một tí. Thì tùy vào hardware của chúng ta set. Giờ trong clip này em sẽ đập hộp cái set chống khoảng đâu đó rơi vào khoảng tầm 100 quay đầu nha anh chị nha. Anh chị nào mà quan tâm tới cái set chống em đang đập hộp review, anh chị cứ hotline để chúng ta sở hữu ngay được một cái set chống đập hộp với giá demo. Chiếc quả kích chúng ta, các anh đã cho chúng ta 4 cái miếng chống sốc như thế này, trên dưới là 8 miếng nha anh chị nha. Dục luôn này, cắt siêu. Cảm giác mà cắt siêu khá là sướng nha anh chị nha. Thì Tamboro hãng đã demo ra được cái review và demo ra được cái set chống với sợi thủy tinh cao cấp, bằng chất liệu cao cấp, thì chất âm nó sẽ không biến đổi hoặc là thay đổi gì nhiều so với đồ gỗ đâu nha anh chị nha. Mình sẽ demo cũng như là review về cái set chống này cho anh chị chúng ta cùng xem. Về cái chất âm của nó cũng khá là ấm, khá là hay đấy. Ôi da, to quá, nặng quá cả nhà ơi, to quá, khá là to. Thì cái size này á, những cái set chống như thế này của Tamboro với chất liệu sợi cao cấp như thế này á, thì chúng ta sẽ có size kích là 16, 18, 20, 22. Thì trước mặt anh chị đây là một size kích là size lớn nhất của dòng mà chống Tamboro với sợi thủy tinh cao cấp. Đỏ rượu vang nha anh chị nha. Em muốn giữ lại những cái siêu này cho nó ngon lại một tí xíu, cho nên là em sẽ không có cắt phá gì nó nhiều mà sẽ tuột nó từ từ ra. Bên em có giá thành tốt cho cái set chống demo cho anh chị luôn nha. Set này mà đi làm show đám cưới nữa thì thôi là nhức nách luôn nha anh chị. Coi chừng là được nhiều anh chị chúng ta chăm trồ rất là nhiều, chứ không phải là đơn giản đâu. Công nhận mà anh gói kỹ quá. Full một set luôn, nó nhìn bắt mắt lắm nha anh chị nha, nhìn khá là ấn tượng. Gọi là đẹp tuyệt đối, đẹp từng cm, đẹp từng mm. Ây chà, càng bự nhìn nó càng phê. Càng bự nhìn càng phê. Mấy anh đã design thêm cái phần này nè để cho chúng ta ấm hơn. Vì chất liệu của nó là bằng sợi thủy tinh bằng BK trong suốt, cho nên là tiếng của nó sẽ hơi đanh một tí xíu, cho nên là mấy anh đã design cho chúng ta một cái vòng shop như thế này để khi mà chúng ta đánh vô cái tiếng kích bass nó sẽ được ấm và trầm hơn. Hay, khá là hay. Các anh demo cái sản phẩm này khá là ok. Design, phải nói là design theo phong cách châu Âu mà các anh Việt Nam của chúng ta không bao giờ design được như thế.
mình người Việt không chơi gì đồ Việt, nhưng mà phải công nhận là các anh châu Âu khá giỏi nha anh chị, cho nên là chúng ta cần phải công nhận điều đó. Rồi em sẽ ráp thành hình nha, xếp hình, gọi là xếp hình, ráp xếp thành một set trống để phục vụ anh chị. Nè anh chị nè, chúng ta bên trong hãng sẽ cho chúng ta cái cùm nè. Đấy, hai cái cùm này như thế này nè, khui ra luôn vì nhập hàng vội vội quá, các anh ý quên gửi một chiếc áo về cho chúng ta để chúng ta mặc review cho nó hay hơn, cũng như là mặc một chiếc áo Roland như thế này. Thì sẽ hứa hẹn với anh chị là về những cái thương hiệu này em sẽ cung cấp và phân phối tại thị trường Việt Nam nhiều hơn để đáp ứng được mọi nhu cầu của anh chị đó. Những chiếc cùm của Samboro, những chiếc hạt que này thì theo tài nghĩ nó sẽ được sản xuất tại Taiwan nha anh chị nha, còn riêng về trống thì nó sẽ được là sản xuất tại Ý, made in Italy đó. Những chiếc cùm này gọi là không có quan trọng thì người ta sẽ giao cho một bên thứ ba sản xuất design. Thì đa số hạt que toàn là được sản xuất tại Taiwan là nhiều nha anh chị nha, hạt que ít được sản xuất tại Mỹ lắm đó. Những chiếc thùng bây giờ chúng ta phải nói là không còn gì giá trị nữa, mà điều giá trị hơn hết của chúng ta là đang nằm ở trước mắt như thế này nha anh chị nha. Những đồ này bỏ đi, chúng ta chỉ dùng trống thôi chứ chúng ta không có dùng mà những cái đồ linh tinh nữa đó. Mà hãy dùng đồ xịn luôn nha anh chị nha, nó phải dùng một set trống xịn, một set trống cao cấp như thế này. Wow, khá nặng. Rồi để coi thử coi mặt nào bên trong. Rồi mặt này trước đó, công nhận mấy ảnh design về riêng cái quả kích này công nhận mình thấy cũng hay. Mình tưởng đâu phần này nó sẽ là bằng thủy tinh luôn, mà rốt cuộc nó không phải là bằng meca, cũng không phải bằng thủy tinh gì luôn, cũng không phải bằng sợi thủy tinh, mà nó là bằng gỗ, chất liệu bằng gỗ nha anh chị nha, bằng gỗ. Các anh đã cắt sẵn cho mình một cái lỗ như thế này và đã design cho mình miếng mút, miếng xốp như thế này, nhìn khá là đẹp anh chị, khá hay. Tiếng rất là trầm ấm nha anh chị nha, nhìn vậy thôi chứ không phải vậy đâu, không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Rồi camera quay cho mình những cái góc xuyên xéo như thế này để mình coi đó. Các ảnh design cái phần hạt que, những cái con ốc vặn như thế này khá là good của chớp, đỉnh của chớp nha anh chị nha, khá là đẹp. Design về cái phần đó, chúng ta sẽ có luôn cái logo nè, những cái chiếc logo như thế này đó. Chữ T đây là chữ T của trong thương hiệu trống luôn, Samboro. Hiện tại em là người đầu tiên tại Việt Nam đập hộp về và cũng như là review, cũng như là làm về cái thương hiệu này, cũng như là đập hộp đầu tiên tại Việt Nam về cái set chống Samboro như thế này. Clip này sẽ được gửi qua cho các anh ý nha anh chị nha, đập hộp như thế này sẽ được gửi qua cho anh ý và sẽ có thông dịch viên ở bên đó để người ta dịch lại những cái lời nói của tài review ở trong clip như thế này. Đây em đã có chuẩn bị và để sẵn vài chiếc hạt que của dòng DS, vì em chưa có nhập cái hạt que của cái set trống này về, mà em chỉ là nhập trống thôi, cho nên là bây giờ em sẽ dùng tạm cái hạt que của bộ DS cũng của Ý luôn nha anh chị nha, vì hạt que này thì chúng ta sẽ được sản xuất tại Taiwan luôn đó. Hạt que xịn, hạt que cao cấp. Đây sẽ ráp thành hình cho anh chị xem luôn. Em sẽ ráp một góc nghiêng cho nó đẹp đi, ráp góc nghiêng, design lại một góc khác, design lại một góc nghiêng như thế này. Đấy. Thì khâu chơi trống và khâu lắp đặt trống trong phần về nhạc cụ thì trống là cực nhất nha anh chị nha, vì khá nhiều chi tiết để chúng ta lắp đặt cũng như là ghép thành một set trống ưng ý để chúng ta chơi. Thì phải nói là chơi trống khá là cực, khá là vất vả. Đây. Rồi hạt que nè.
ráp đại ráp nhanh để cho anh chị chúng ta cùng xem thành hình một set chống thôi. Còn về chi tiết về xếp như thế nào để cho nó vào khuôn khổ cho nó đẹp á, thì chúng ta sẽ ship vào một clip sau cho nó hoàn chỉnh hơn nha anh chị. Đó, em ráp xong rồi em sẽ gõ thử vài đôi cái để cho anh chị chúng ta cùng nghe trải nghiệm thử trên cái set chống này. Thì chúng ta muốn hay nữa thì chúng ta cần phải căng mặt, căng chỉnh lại nha anh chị nha. Chúng ta cần phải tuôn lại những cái mặt chống để cho nó hay hơn. Còn giờ hãng nó tuôn như thế nào thì mình dứt như thế luôn. Đây chiếc to 10 inch nè anh chị, đó chiếc to 10 inch. To 10 inch nhìn nó rất là khá là dễ thương nha anh chị. Những rumor chúng ta cùng bơi vào đây để chúng ta cùng xem và trải nghiệm những cái set chống cao cấp như thế này đến từ Tamburo, được sản xuất tại Ý. Thì trong clip em cũng đã có nói rồi, những set chống như thế này thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn. Một sự lựa chọn đầu tiên là được sản xuất tại Trung Quốc, sự lựa chọn thứ hai chúng ta sẽ lựa chọn được sản xuất tại Ý. Thì đồ nhập và đồ made in Italy luôn á, thì chúng ta sẽ độ hoàn thiện thì nó sẽ chất lượng cũng như là đẹp hơn. Thì tiền nào của nấy mà anh chị, tùy vào nhu cầu, tùy vào chúng ta cần sử dụng như thế nào thì chúng ta cứ sử dụng như thế ấy. Wow, cái pho tôm này là pho tôm 14 inch nha anh chị, pho tôm 14 inch. Chúng ta có thể design thêm và set thêm custom thêm một chiếc pho tôm 16 inch. Rồi, pho tôm 14 inch màu đỏ rượu vang, khá là chua chát. Rồi, sẽ bỏ thử một chiếc kích, em sẽ bỏ một chiếc kích đi đập đi, rồi đạp thử vài đôi tiếng cho anh chị cùng nghe trải nghiệm. Rồi sẽ có một cái clip gọi là hoàn thiện hơn về chi tiết hơn, demo về cái set chống như thế này. Thì riêng đặc biệt về cái kick bass mà chúng ta muốn nắm hơn nữa thì chúng ta bắt buộc phải có một cái gì đó bên trong cái chống kick nha. Và ví dụ như đó là một cái gọi là chúng ta lấy cái gói chúng ta bỏ vào bên trong thì tiếng nó sẽ ấm hơn, êm hơn. Trong clip này thì chúng ta có sao thì chúng ta cứ demo như thế. Sẽ có một clip sau để demo về cái set chống này. Rồi bây giờ em sẽ gõ vài cái demo trước, vài cái trong luôn cái clip này để cho anh chị chúng ta cùng nghe cũng như là trải nghiệm. Wow. Rồi đứng đánh luôn chứ khỏi cần ghế nha cả nhà. Này sợ rè không ta? Rút cái micro ra, rút cái micro ra, đúng rồi, rút ra. Rồi, ok.
tí xíu ha. Thì chống ra chúng ta còn tuôn, còn canh chỉnh theo cái tai của chúng ta nghe như thế nào thì chúng ta sẽ canh chỉnh theo như thế thì nó sẽ hay. Không sao, rồi cứ vậy luôn đi. Thấp lại một chút xíu nữa. Nè một xíu nữa. Sẽ demo và review một clip sau cho anh chị chúng ta cùng nghe về cái chất về cái sound tiếng của cái dòng này nha. Chi tiết nhỏ trên một set chống như thế này cho chị em xa gần chúng ta cùng nghe. Mời cả cameraman cắm chiếc micro vào lại giùm mình một cái. Wow, thường thì khâu đập hợp những sản phẩm luôn mệt mỏi nha anh chị nha, luôn vất vả cũng như là tháo mồ hôi với là những cái set chống mà gọi là chúng ta đập hợp. Thì trước mắt của anh chị đây là một set chống vừa rồi em đã đập hợp cho anh chị và tôi cùng xem. Về một thương hiệu Samburo được sản xuất tại Italy, Made in Italy luôn nha anh chị nha. Đó, đây là thương hiệu đến từ các anh châu Âu, cũng như là một thương hiệu room set custom đến từ châu Âu như thế này. Anh chị Sài Gòn nào mà chúng ta có nhu cầu quan tâm tới một sản phẩm em vừa demo cũng như là review đập hợp, sẽ có một chưa tới 100 triệu như thế này. 100 triệu quay đầu thì anh chị chúng ta nào muốn sở hữu về chơi tại nhà, trưng bày tại nhà với một set chống như thế này, bên shop em sẽ có một giá rất là tốt cho anh chị khi mà chúng ta quan tâm tới cái sản phẩm đang trưng bày hoặc là sản phẩm mới nha. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần tới. Chúc tất cả của anh chị có những buổi xem clip thật là vui vẻ và hạnh phúc. Mọi nhu cầu, mọi thắc mắc, những chi tiết gì đó anh chị cần thắc mắc, cần hỏi thì hotline 0386 282 707, địa chỉ của shop Tân Lập Hàm, Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
Cảm ơn anh chị em Sài Gòn luôn tin tưởng tin dùng các mặt hàng từ shop nhạc cụ Rõ Lành Thiên Tài Bình Thuận em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh chị em trong những video review lần tới. Bye bye và hẹn gặp lại anh chị em trong những video gần nhất về shop nhạc cụ Rõ Lành Thiên Tài Bình Thuận. Còn chờ gì nữa? Bye bye.